các bạn, mình lại bị công an bắt tiếp nha. Mình coi các anh bắt cái gì đây. Lật cái giờ cầm giấy tờ xuống coi sao. Đây là chuẩn bị vào cao tốc nha các bạn. Hình như là bắt cái lỗi không đeo dây an toàn. Mình lấy ba cái đồ này ra cái đã. Đấy, bằng lái chứng minh ha. Mình thì không có kẹp tiền nha. Ông đưa cái máy của ông ra quay luôn, mở cái máy ông ra. Đây, anh ta thì đấy, thấy không, nhét tiền không, thấy chưa các bạn, thấy chưa, 1 triệu luôn á. Mình để ra, mở chưa, quay chưa, quay đi. Rồi, như vậy là bây giờ là có, thấy không ta? Rồi có hai cái các anh đây. Lỗi gì à bác? Lỗi gì á? Bác xem lỗi gì à? Vậy thôi đi. Thắt dây an toàn vô. Có thắt dây an toàn không? Các anh bắt thì các anh phải đọc lỗi cho em thì tự nhiên nó còn quá xe xuống. Xe anh là không thắt dây an toàn. Bây giờ tôi nhắc nhở anh đi cũng được, được chưa? Chứ thấy rồi đi. Tôi nhắc nhở anh được không? Có quyền nhắc nhở anh. Rồi đi. Xe tôi là thắt dây an toàn đó bác. Rồi nếu nè. Mà tôi hỏi bác là... Tôi là quan sát bằng mắt thường. Nếu mà anh nói anh có thắt thì tôi nhắc nhở anh đi. Có quyền nhắc nhở. Tuy nhiên thôi. Đang còn lưu thông vậy là cứ quắt xuống là sao? Thấy không thắt dây an toàn đâu, quan sát được. Cái xe đó vẫn cứ thắt dây an toàn nè. Đó là trường hợp xe của anh. Không. Còn nếu anh nói như vậy, tôi không chứng minh được thì tôi cũng nhắc nhở anh đi được. Có quyền nhắc nhở mà, chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Tôi thấy cái khúc này làm việc nó sao á. Anh đi được không? Anh đồng ý bây không? Giờ tôi nói là các anh đã quắt xe tôi vô á thì các anh phải nói lỗi. Lỗi anh là không thắt dây an toàn. Tôi có thắt dây an toàn. Nếu mà anh nói không thắt dây, có thắt dây thì tôi thấy anh có phát hiện bằng mắt thường. Thấy anh là không thắt dây, còn anh nói là anh có thắt dây. Đúng không? Đó thì anh nói anh có thắt, tôi thấy mắt thường anh, tôi thấy anh không thắt. Còn nếu mà tôi không lập biên bản anh thì tôi nhắc nhở anh cũng được, đâu có gì đâu, đúng không? Đâu có. Vậy là các cái xe khác thắt dây an toàn là tôi đứng đây á, cái xe này á là tôi có quay có thấy gì? Thấy dây an toàn rõ ràng luôn mà các bác vẫn cứ quắt vô. Không, cái xe này á là ở trong này, hình ảnh trong này là có đấy. Tôi nhắc nhở anh được không? Lý do sao lại nhắc nhở tôi thắt dây an toàn, tôi đi bình thường mà tự nhiên quắt vô nhắc nhở cái gì? Là anh không thắt dây. Bây giờ tôi không chứng minh được thì tôi nhắc nhở anh đi thôi chứ có gì. Ủa, đâu. Ủa sao lại nhắc nhở anh? Thì quá anh không thắt dây. Ủa tôi rõ ràng á là cái xe của tôi cũng thắt dây mà cái xe đó cũng thắt dây nè. Mà vẫn có quắt vô. Anh nói là lý do của anh, còn bên cá nhân anh, còn cá nhân tôi này, cái xe này vẫn cái xe khách thuần thành này này vẫn là thắt dây an toàn này đó. Không có gì hết á, tôi nhắc nhở anh đi. Các anh cứ nói là bây giờ đây người ta thắt dây an toàn rõ ràng này đó, đúng không? Rồi tôi nhắc nhở anh đi. Đâu anh nói sao chứ tự nhiên kêu là nhắc nhở. Chứ nói sao bây giờ, tôi nhắc nhở cho anh à. Cái xe tôi, đây xe tôi là đây này, rõ ràng này.
ý không? Không, tôi không có cái lỗi gì để mà để nhắc nhở cả. Tôi nói thật với anh luôn, xe tôi bị... Anh quay lên rồi. Đây, tôi nói này, anh đó là mới lấy cái điện thoại này ra. Vấn đề đó, tôi nhắc nhở anh. Nha, tôi nói cho anh nghe này. Anh đang tranh luận, tôi nhắc nhở anh, tôi không lập biên bản anh được mà. Có quyền. Cái này là rút cái điện thoại này ra để quay á, tôi mới kêu... Anh quay đi, anh có quyền quay. Nhưng mà tôi có quyền nhắc nhở anh. Còn cái lỗi anh không đồng ý thì tôi nhắc nhở anh cũng được. Ủa sao lại lỗi tôi không có lỗi mà lại bắt tôi nhắc nhở là sao? Và tôi thấy bắt rất là nhiều xe chứ không phải là một xe. Tôi có quyền nhắc nhở anh hiểu bắt không? Bắt rất là nhiều xe. Vâng, bây giờ cái xe này vẫn cứ... Tôi nhắc nhở anh đi được chưa? Tôi là đã nói cho anh nghe này, cái đội này á là đã có người bóp cổ tôi nữa rồi. Bóp cổ cái gì? Ai bóp cổ anh? Đây không ai bóp cổ anh á. Còn vấn đề anh nói cái chuyện anh phải có bằng chứng ở đây. Tôi đang còn xuống đây để tìm cái người đó đây. Hôm bữa đó là tôi rất là gấp. Nhắc nhở anh nhiều lần. Nhắc nhở nhưng mà rõ ràng á, anh tôi không có sai, anh sao nhắc nhở tôi? Anh không thấy chứ quá. Không. Tôi là thắt dây an toàn. Nhưng mà cảnh sát bằng mắt thường người ta phát hiện anh không thắc dây, tôi không chứng minh được anh thì tôi nhắc nhở anh đi thôi. Tự nhiên anh cứ quắt vô cái xe nào á, người ta không thắt dây an toàn, anh quắt vô đó là cái lỗi đúng không? À, nhưng mà xe tôi á là không có lỗi mà vẫn cứ quắt dây an toàn. À, xe anh là với lại cái người kế bên không thắt dây. Nhưng mà anh xuống á, tôi xuống á làm kêu anh kia mở ra lấy cái điện thoại và giấy tờ xe. À, còn nếu anh nói anh có thắc tôi không chứng minh được thì tôi nhắc nhở anh đi. Là sao đâu. Sao anh lại nhắc nhở em không có sai không, sao vậy? Anh nói anh không sai nhưng mà tôi phát hiện anh không thắc dây, tôi quan sát bằng mắt thường, tôi không có bằng chứng chứng minh được thì tôi nhắc nhở anh đi, tôi có quyền được làm điều đó. Còn vấn đề nếu mà tôi làm lại là, anh vẫn nói anh vẫn nói là tôi không sai, anh vẫn quắt xe tôi vô không là phải, nhắc nhở anh được. Anh không thắc dây, người ta phát hiện anh không thắc dây an toàn. Tôi thắc dây đường hoàng. Còn nếu mà anh nói anh thắt, tôi không chứng minh. Sao phải nói là có thắt dây là anh cứ nói, anh nói có thắt dây. Đúng, tôi có thắt dây. Thì mời em đi. Mời đâu có gì đâu. Mà các anh sao, các anh lý do như thế nào mà các anh quát xe em? Anh là người đó. Cảnh sát quan sát anh bằng mắt thường không thắt dây, người ta dừng xe anh. Còn nếu mà anh vô đây anh nói anh có thắt dây, tụi tôi không chứng minh được hình ảnh anh không thắt dây, thì tụi tôi nhắc nhở anh đi. Được các chưa? Anh có đàm chứ đâu phải không có đàm đâu. Anh lên mạng anh coi lực đàng hoàng. Đó. Không, em nếu mà nói luật á, em không có muốn nói luật. Trường hợp tôi cảnh sát tôi dễ. Em nói thật với anh là em ở đây em không có muốn nói luật. Ừ. Nghe không? Còn nói luật á thì bây em rõ ràng á, em đã xuống đây là rất chứ là rõ ràng. Tôi nhắc nhở anh đồng ý chưa? Anh nói từ nhắc nhở là tôi không có đồng ý được từ sao? Nhắc nhở. Giờ tôi xe tôi nó lưu thông bình thường, anh cứ quắt vô ở đây là quắt vô liên tục luôn á. Không có một cái lỗi gì cũng quắt vô là sao? Rõ ràng xe anh là không thắt dây an toàn, người ta phát hiện ra rõ ràng. Còn tôi không chứng minh được, anh nói anh không thắt dây, anh nói anh có thắt dây, tôi không chứng minh được, tôi quyền nhắc nhở anh đi. Đây là sao anh lại nói là có quyền nhắc nhở tôi là sao? Sao? Ồ, anh nói vậy là nếu anh tôi thấy tôi sai cái gì thì anh có quyền khiếu nại lên trên đó. Không, tôi thì tôi nói thật chứ tôi là tờ A4 là có rồi. Rồi mà anh đi được chưa? Nào. Tôi muốn hỏi anh cho rõ là lý do sao anh bắt. Anh muốn hỏi gì lên trên hỏi. Ủa sao kỳ vậy ta? Tôi thắc mắc tới đây rồi thôi. Tôi không chứng minh cái xe của tôi đang còn lưu thông bình thường vậy, anh quắt xe tôi vô rồi là anh kêu nhắc nhở rồi đi. Từ đầu tới cuối đã tôi đã nói giải thích cho anh hiểu rồi. Anh hiểu không? Các anh quắt xe tôi là phải có mục đích. Không có mục đích. Một là xe tôi có lỗi. Có lỗi. Các anh có quyền bắt. Đúng, anh không thắt dây an toàn, cái người kế bên không thắt dây an toàn. Đừng, anh đừng có nói là người kế bên không thắt dây an toàn. Đúng. Nghe không? Anh đã nói cái từ đó thì anh phải có cái chứng minh. Thì tôi, nghe không? Xác bằng mắt thường, tôi không chứng minh được thì tôi có quyền nhắc nhở cho anh đi. Ủa sao anh lại nhắc nhở tôi? Đúng, tôi đâu, nhở, tôi không có sai cái gì á. Đã nói rồi, tôi thì phát hiện mắt thường, còn không chứng minh được anh cái lỗi anh sai thì tôi quyền nhắc nhở anh đi chứ đâu có gì đâu. Đúng không? Tôi cũng đâu có phạt anh cái gì đâu. Còn anh không tin thì anh lên mạng anh cứ hỏi. Anh hỏi nếu mà sai thì tôi chịu trách nhiệm. Đúng không? Đó vậy thôi. Còn tôi anh không... vấn đề anh quay cái gì thì anh quay bình thường. Tôi đã giải thích cho anh hết rồi. Anh có lên mạng anh hỏi rồi này thôi.
tôi không chứng minh được thì tôi quyền nhắc nhở anh đi. Đây là, ủa sao anh lại nhắc nhở em sai cái gì mà nhắc nhở em? Tôi không chứng minh được, ví dụ anh cãi tôi không chứng minh được thì thôi tôi nhắc nhở anh đi. Không, nhắc nhở cái gì chứ, anh phải nhắc nhở là nhắc nhở cái gì? Thắt dây an toàn vậy? Ủa, tôi rõ ràng là tôi thắt dây an toàn mà anh còn nhắc nhở thắt dây an toàn. Đã, tôi nói anh rồi, đây là vấn đề tranh luận, tôi nhắc nhở cho anh thôi, còn anh không tiếp nhận thì thôi, đâu có gì đâu, tôi cũng không có phạt anh nữa, đâu có vấn đề gì là quan trọng. Tôi nói thật á, anh biết sao không? Tôi trước đây á là tôi đã cố tình á không thắt dây an toàn đó, để vô tôi lên mạng đi, tôi vô nói. Tôi xin bên bạn đó. Đó thì cái vấn đề của anh tôi không biết, cái sự việc như thế nào. Các anh biết. Làm việc là các anh cần phải như thế nào cho nó rõ ràng tí. Anh em tôi nói thật này. Tôi nói thật anh em tài xế ở đây á đi làm nó rất là vất vả, nó không có một cái gì đâu. Cái gì đó tôi không biết. Nào. Anh có gì chứ còn phạm, các anh đứng đón ngược đón xuôi vậy nó cản trở. Anh vi phạm tôi có quyền dừng xe anh, còn nếu anh không chứng minh được thì sao anh lại nhắc nhở tôi? Tại sao? Không, anh nói vậy là tôi tranh luận với anh đó. Nè, nói anh nghe thì anh cứ quay bình thường, đúng không? Không, cái này không có ai cấm tôi quay hết đó. Anh lên mạng anh hỏi cảnh sát có quyền nhắc nhở anh không? Nhắc nhở nhưng mà tôi không sai thì không có thể được nhắc nhở. Rồi bác. Cái gì này? Muốn cái gì nói cho nói anh giải quyết kèm, không có vấn đề gì hết. Tắt máy đi. Ai, anh đừng đi. Cướp điện thoại. Cướp cái gì mà cướp? Tắt đi. Tôi nói á, anh là cướp điện thoại tôi rồi đó anh. À, là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là anh không có chào tôi. Chào gì tôi có làm gì không chào. À, nếu nói vậy thì anh đừng có chỉ mặt. Anh không làm việc, anh không làm việc với em thì anh đừng có chỉ mặt em. Không, anh thiếu tá chứ đâu phải. Không, anh cho em xem cái biển tên cái. Rồi, lên xe đây đi. À. Anh vô anh giật cái điện thoại tôi rồi đó. Tôi nói vậy là anh nào, tôi nói vậy đó. Đi xuống xe lại. Quá, anh ghi thoải mái. Xe của tôi á là ghi thoải mái. Rất là thoải mái. Anh cho tôi xem cái bằng tên. Được rồi. Anh cho tôi xem cái bằng tên. Và anh đã có hành động chỉ vào mặt người dân là cái thứ nhất. Trong hình ảnh có. Nào. Cái thứ hai nữa là anh giật điện thoại tôi. Nào. Giật cái gì mà giật? À, cái đó là rõ ràng có đây. Tôi tới hai cái điện thoại lần. Nè, ở Tiền Giang kìa đầu nghe chưa? Nó lật xe nha. Không thắt dây an toàn, hai tài xế chết cái đó quá, thấy không? Thôi anh đừng nói vậy, anh đừng nói vậy. Đúng không? Nhắc nhở cho anh đi, anh đồng ý không? Em vô đi. Nhắc nhở thì em đi. Còn anh bây giờ anh do anh dịch điện thoại là cái thứ nhất nè, cái đây anh chỉ người dân là hai nè, tôi sẽ cho anh một cái tờ A4. Chỉ là chỉ cái gì? Trong này có rõ ràng tới hai cái điện thoại lần anh. Anh có hành động, anh có hành động như vậy là nó trong lúc đó tôi và anh này đang còn tranh luận với nhau mà anh lại anh không có đáng, phải không? Phải ý thức lại cái gì? Anh nói ý thức. Ý thức cái gì? Hả? Ý thức cái gì? Ý thức cái gì? Đây, xe tôi đây này. Hả? À, xe tôi rõ ràng. Hả? À. Bây giờ nhắc nhở anh đó. Anh có hành động như vậy là không có đúng. Không? Nhắc nhở không rồi. Còn tôi nói anh nghe cái chỗ này nè, anh thiếu tá này. Anh đang còn nói là nói cái gì? Anh đang còn nói là ghi cái xe của tôi lại là ghi cái gì vậy? Ghi biển số xe nhắc nhở ông không nhắc được hả? Anh nhắc nhở tôi sai cái gì để nhắc nhở? Anh không thắt dây an toàn nhà người thực thế người ta hai người không thắt dây an toàn chưa? Ai nói? Thì tôi nói tôi cứ phát hiện người ta mắc thường phát hiện. Tụi tôi không anh yêu cầu rồi tôi ok với đại úy. Còn vậy? Anh nha, là anh có cái đó thì anh cần phải chỉnh đốn lại nha anh. Rồi nếu anh lên mạng hỏi cảnh sát có quyền nhắc nhở anh hay không? Tiền Giang không hỏi anh không? Cái chuyện Tiền Giang là chuyện Tiền Giang, còn ở đây là thành phố Hồ Chí Minh. Người ta nhắc nhở cho anh rồi mà cứ đứng nói hoài. Được chưa? Rồi ok. Nhưng mà mai mốt các bác làm việc lại đi nha. Đây anh em thấy không? Cảnh sát giao thông á, cấp tá chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà có những cái đối xử với người dân như vậy đấy.
Rồi anh em xem clip này nếu như mà thấy hợp lý thì anh em cho mình một like, một subscribe và chia sẻ nhiều lên cho cộng đồng mạng biết được những cái thái độ và hành động của các anh giao thông, cảnh sát làm việc nhé các bạn.